Trước đó vào ngày 12 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hoàn tất cáo trạng và ủy quyền cho Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM chuyển tòa án cung cấp để mở phiên tòa xét xử nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Nguyễn Hữu Tín và các đồng phạm gồm Theo cáo trạng, quá trình điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do Phan Văn Anh Vũ Vũ Nhôm Chủ tịch Ty xây dựng Bắc Nam 79 và đồng phạm thực hiện tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khác, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án. Vào năm 2014, Vũ Nhôm lợi dụng danh nghĩa công ty Bắc Nam 79 là tổ chức bình phong của Tổng cục Tình báo, Bộ Công an ký nhiều văn bản hoặc đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ký nhiều văn bản gửi Ủy ban Nhân dân TP.HCM đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện để được giao chỉ định nhà đất số 15 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM nhằm phục vụ công tác nghiệp vụ ngành công an. Được Ủy ban Nhân dân TP.HCM quyết định cho thuê giao nhà đất số 15 Thi Sách, Vũ Nhôm đã không sử dụng vào mục đích hoạt động nghiệp vụ của ngành công an mà hợp tác triển khai thực hiện dự án nhằm mục đích thu lợi cá nhân. Từ trái sang, các bị can Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt, Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương, Trương Văn Út cả 5 bị can cùng bị truy cứu chung tội danh. Ảnh cá. Ông Nguyễn Hữu Tín vào thời điểm này đang là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM, có nhận thức rõ nhà đất 15 Thi Sách là tài sản sở hữu nhà nước, việc tham mưu sắp xếp xử lý thuộc trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Chính Sở Tài chính TP.HCM. Tiếp đó các bị can Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương, Đào Anh Kiệt tham mưu cho ông Tín ký ban hành chủ trương quyết định cho thuê đất, bán chỉ định nhà và khấu trừ tiền thuê đối với nhà đất số 15 Thi Sách trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 6,7 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, bị can Kiệt có sai phạm là chỉ đạo ký các văn bản tham mưu cho bị can Tín ban hành chủ trương cho công ty Bắc Nam 79 thuê đất, khấu trừ tiền thuê đất đối với nhà số 15 Thi Sách không đúng quy định. Các bị can Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương và Trương Văn Út đã không thực hiện đúng chức năng của mình trong việc rà soát thẩm định hồ sơ, là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bị can Tín. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quyết định truy tố ra trước Tòa án Nhân dân TP.HCM để xét xử đối với Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt, Trương Văn Út, Lê Văn Thanh và Nguyễn Thanh Chương về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015, có khung hình phạt từ 10-20 năm tù. Nguồn tin từ Tòa án Nhân dân TP.HCM cho biết, hồ sơ vụ án kể trên được phân công cho thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh tòa hình sự, Tòa án Nhân dân TP.HCM thụ lý.